Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Sa Cát cùng ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Như quý vị đã biết, tuổi Mùi đại diện cho những con người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi 1979 là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong tháng 8, trong công việc của người tuổi Kỷ Mùi, rất chi cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng 8. Công việc vẫn tiến triển tốt và vì tuổi Kỷ Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo, bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Vậy cụ thể vận trình tháng 8 của người tuổi Kỷ Mùi sẽ tốt đến mức nào? Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 có mệnh Thiên Thượng Hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, chẳng bao giờ có ý làm hại hay là đặt bẫy ai. Người này luôn sống hết lòng với bạn bè nên có những mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá là nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Nữ mệnh tính tình hiền dịu là mẫu sâu hiền vợ thảo điển hình. Họ thường là có phúc tướng, vượng phu ích tử, được nhiều người yêu thương. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng bất thường, dễ nổi nóng nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng. Nên học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Đối với các gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá là bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc là công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp Kỷ âm thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là tỳ hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Kỷ Mùi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc là bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động, thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tháng này bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục khẩu phục. Chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. May mắn trong sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, bạn nên thận trọng với lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời hoặc là sếp của bạn có thể coi bạn là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên, gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem tử vi tháng 8 âm lịch, gia chủ Kỷ Mùi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Kỷ Mùi có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế, nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi bạn có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này chính là cơ hội tài lộc khá nhiều, bạn mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tuy vất vả nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều với những người sinh năm 1979. Vì thế, bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn quên ngủ, nên có ý thức giảm dần việc tiệc tùng, xã giao, không sử dụng chất kích thích. Các gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho gia chủ Kỷ Mùi. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới. Mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị về chung một nhà. Với những người vẫn còn độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của người khác giới. Khuyên bạn là hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội được tìm hiểu nhau. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có năm âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu và Tị Thành Kim Cục, Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tam Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức ngày 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Sản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ.
Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể trực tiếp liên hệ tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Kỷ Mùi trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị sẽ có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.